người hiếu kính thưa các Phật tử, hôm nay chẳng may hội chùa An Lạc chúng tôi có ông Bùi Văn Thơ về già, thì hội chùa chúng tôi có đức lớn hương nến để viếng cụ. Sau đây thì xin giới thiệu bà đưa lên dâng hương cho cụ. Thưa gia đình đang chủ, đồng chí Bùi Văn Thơ,
là hội viên hội cựu chiến binh Việt Nam. Hiện đồng chí đang sinh hoạt tại chi hội cựu chiến binh số 7, hội cựu chiến binh xã Kiển Bái. Đồng chí Bùi Hữu Thư sinh năm 1940 tại xã Tư Hương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Năm 1964, khi đối quân Mỹ leo thang chiến trận đánh phá miền Bắc, sau sự kiện Việt Bắc Bộ, đồng chí đã hăng hái lên đường nhập ngũ chiến đấu giải phóng thống nhất đất nước. Đến năm 1967, vì điều kiện sức khỏe, đồng chí thực hiện hành nghề sĩ nghiệp đa năng. Công tác và đến năm 1982, đồng chí được nghỉ hưu theo chế độ chính sách của nhà nước. Kính thưa quý vị đại biểu, trở về với cuộc sống đời thường, đồng chí luôn phát huy tốt bản chất về thành của đội cụ Hồ, luôn gương mẫu vận động người thân, nhân dân đối phó chấp hành tốt đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, góp phần trong phong trào xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân các Kiển Bái hoàn thành các tiêu chí trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Kính thưa quý vị đại biểu, cùng toàn thể nhân dân, trong quá trình tham gia quân đội và thời gian công tác xây dựng bảo vệ tổ quốc, đồng chí luôn phát huy và khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí đã được đảng, nhà nước, quân đội tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng 3 và nhiều bằng khen khác. Đồng chí Bùi Hữu Thư được kết nạp vào hội cựu chiến binh năm 2004. Trong các phong trào xây dựng hội sức khỏe vững mạnh, đồng chí luôn là những nhân tố tích cực, gương mẫu, luôn phát huy tốt bản chất truyền thống về chiến sĩ vững mạnh. Với thành tích công lao xây dựng hội của đồng chí năm 2014, đồng chí đã được Trung ương Hội cựu chiến binh tại Việt Nam tặng kỷ niệm chương. Kính thưa quý vị đại biểu, thời gian vừa qua, đồng chí Thường Xuyên đau yếu đã được gia đình tận tình chăm sóc thuốc thang, nhưng do tuổi cao, bệnh tật, đồng chí không qua khỏi. Đồng chí đã vĩnh biệt người thân, đồng chí, đồng đội về cõi cách mạng, đồng chí Thường Thọ, 77 tuổi. Được tin đồng chí từ trần, chúng tôi đại diện cho 311 cán bộ, hội viên hội cựu chiến binh xã Kiển Bái trước linh sàng đồng chí với tình cảm kính trọng, chân thành, xin có lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia quyến đồng chí và cầu chúc cho đồng chí nơi cuối cùng yên giấc ngàn thu. Để vĩnh biệt đồng chí, tôi xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân có mặt trong buổi tang lễ hôm nay chuẩn bị mặc niệm đồng chí. Xin trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Đức Cảnh, Chủ tịch hội, lên thắp cờ nhang trước linh sàng đồng chí. Tài ba hãy nhớ công
nhiều. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Phải hiểu em ơi, hãy nhớ năm xưa những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành người ơi, đừng quên công cha mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha thường
đưa con đến lớp, ba dạy cho con tiên là học lễ, hậu là học văn. Ngồi suốt đêm thâu, những lần con ôm con đau, ba dạy cho con nhân nghĩa cuộc đời. Ba là dân Thái Dương, rồi cho con bước đường tương lai. Ba là ngọn núi cao che bao bùng sương gió đời con. Thầy dắt con, dạy cho con tấm lòng nhân ái. Ba là một tấm gương trong sáng dù năm tháng tàn phai. Theo ngày tháng trôi, lưng ba còng mắt kém tay run, ba cõng trên lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời. Còn đó trong con những ngày thơ âu quá mau, ơn mẹ công ba nuôi nâng. Có giọng ru ngọt ngào như mẹ, không ôm tôi vào lòng những lúc tôi hư, nhưng ba lại có một đôi tay vững chắc, một sức mạnh phi thường, nên đỡ cho con trong cuộc đời đầy phong ba bão táp. Cha ơi, khi hay tin cha đã qua đời quy tòng tiên tổ, thì bà con lối xóm quý khách gần xa sắp xếp trăm công ngàn việc mà không quản ngại đường xá xa xôi, và dành thời gian công sức đáng kể để thăm viếng, chia sẻ nỗi đau buồn cùng tang quyến. Thật cảm động biết bao trước sự hiện diện của mọi người. Ân nghĩa này thật là cao rộng. Con cháu trong gia đình ghi lòng tạc dạ, cùng cúi đầu xin được bái tạ. Các đoàn đến đặt vòng hoa, thắp nén hương thơm dạ tần ngần. Con cháu đáp lễ bội phần, chia sẻ bi khúc trời xuân nhạt nhòa. Linh thiêng ở chốn gần xa, thấu trăng tình cảm mọi nhà viếng cha. Khói hương phảng phất hư không, xin ghi khắc lại tấm lòng gửi trao. Tình quê nghĩa họ dạt dào, chốn bao nhân bản đời bao tấm lòng. Tang quyến cảm tạ tấm lòng, cúi xuống ghi nhận ngàn trùng bái ghi. Âm dương cách biệt chia ly, người về chín suối phục quy thổ thần. Người dương thế cả xa gần, anh em con cháu bội phần tiếc thương. Nuôi nâng đời con, con đó trong con những ngày thơ âu quá mau, ơn mẹ. Thank you.
tình cha như đại dương, yêu thương đầy yêu thương, nụ cười và ánh mắt con không thể đo lường. Tình cha như đại dương, ý chí thật phi thường, bao dung và độ lượng, gánh vác tình quê mênh mông, đời mênh mông, con hiểu được tấm lòng thiên thu, tình bất diệt xa nguồn nước lũ vòng. Tình cha như đại dương, hướng đi người soi đường, chan hòa trong sức sống, con nương tựa yêu thương. Tình cha như đại dương, ánh mắt đẹp tinh tường, trái tim ôi kỳ diệu, trọn đầy nghĩa yêu thương. Người đến bên vô vẻ
bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn? Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhà sinh hương thanh tiền nợ nhân hương lập nhà tài đổ hoa sinh gõm thọ thì thất tập đã tất ra tới đại à ư bính thân gia nhân Hạt châu là cả hai hàng sẵn sầu cha.